Xin chào quý vị và các bạn. Do khối không khí lạnh đã di chuyển dần ra phía đông, trường gió đông bắc khô được thay thế bằng đới gió đông nam giàu ẩm, cho nên tại Bắc Bộ, độ ẩm gia tăng nhanh khiến cho cảm giác khô hanh, nứt nẻ đã phần nào giảm bớt. Thêm vào đó, hội tụ gió tây nam trên mực 5.000m cũng rõ rệt hơn, cho nên sáng sớm nay, trời nhiều mây và thậm chí là có thể xuất hiện mưa nhỏ ở vài nơi, kèm theo sương mù nhẹ rải rác. Nền nhiệt độ tại Bắc Bộ cũng bắt đầu có xu hướng nhích dần từng ngày. Vào lúc này thì nhiệt độ không còn giảm quá sâu, phổ biến dao động trong khoảng từ 14 cho đến 17 độ. Mặc dù không còn quá thấp, song với mức nhiệt này thì người dân vẫn cần chú ý, trang phục để đảm bảo sức khỏe trong giai đoạn chuyển mùa. Và đến thời điểm trưa chiều thì trời có nắng, nên nhiệt độ sẽ tăng lên mức từ 22 cho đến 25 độ. Dự báo tình trạng tăng nhiệt còn kéo dài đến cuối tuần. Nhìn chung thời tiết dần thuận lợi hơn cho các hoạt động dân sinh của người dân miền Bắc. Khu vực Trung Bộ sẽ vẫn còn những cơn mưa rải rác với lượng không nhiều tại các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Quảng Ngãi và Bình Định trong sáng sớm nay. Sau đó, mưa tại đây sẽ chỉ còn ở diện vài nơi, ban ngày có nắng nhiều hơn cùng với nền nhiệt độ tăng dần từng ngày. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ trưa chiều sẽ ở vào khoảng từ 22 cho đến 25 độ, có nơi cao hơn. Còn tại khu vực các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận thì thời tiết khô ráo với nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 26 cho đến 29 độ và cao hơn từ 1 cho đến 2 độ tại Ninh Thuận và Bình Thuận. Nằm xa hơn về phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nơi ít chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh phía Bắc, cho nên thời tiết tại đây vẫn ổn định trong hôm nay cũng như là những ngày tới. Trời phổ biến không mưa, ngày có nắng nhiều, nhiệt độ giữa trưa và đầu giờ chiều ở vào khoảng từ 25 cho đến 28 độ tại khu vực Tây Nguyên và dao động từ 31 cho đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Một số nơi thuộc khu vực thành thị còn chạm ngưỡng 34 độ. Đáng lưu ý là độ ẩm không khí vào trưa chiều tại khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ như là tại Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai khá thấp, chỉ ở vào khoảng từ 40 cho đến 50%, cho nên người dân nơi đây cần đề phòng với hiện tượng cháy nổ, hỏa hoạn có thể xảy ra. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, phổ biến có mưa vài nơi, gió hoạt động giảm dần về cường độ, phổ biến ở mức cấp 5, tàu thuyền có thể yên tâm ra khơi. Vùng biển Nam Biển Đông thì gió cũng chỉ ở mức là cấp 4, có lúc cấp 5. Riêng khu vực vùng biển từ Ninh Thuận cho đến Cà Mau thì vẫn duy trì gió Đông Bắc ở mức cấp 6, giật trên cấp 6, gây biển động, cho nên tàu thuyền khi hoạt động tại khu vực này cũng cần hết sức lưu ý. Như vậy là các tỉnh Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nên nhiệt độ tăng dần, trời ấm áp. Trung Bộ mưa giảm nhanh nên nhiệt độ cũng có xu hướng tăng trở lại, trời chỉ còn rét về đêm và sáng tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định, phổ biến không mưa ngày nắng. Đến đây bản tin thời tiết sáng ngày 16 tháng 2 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thank you.